Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, rất là vui mừng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh này được quay trở lại với quý khách hàng trong clip muộn của ngày 22 tháng 3 năm 2020. Vâng, trong ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đã test rất nhiều những sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa rồi. Và điển hình những vị khách hàng cũng về trực tiếp cửa hàng lựa chọn các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Tiếp theo clip này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test một chiếc Omni Acouphase E305V. Cùng với đó là một chiếc đầu Denon 1650GN. Để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hà Nội, bác đã liên hệ với cửa hàng, đã chụp hình chi tiết gửi cho bác để bác đã lựa chọn một bộ combo như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Một chiếc Omni Acouphase E305V còn rất là mới và đẹp. Tiếp theo là một chiếc đầu Denon 1650GN. Hôm trước cửa hàng thông báo hàng về có một cặp, thì một vị khách hàng đến từ Nam Định cũng đã chốt một chiếc rồi. Và chiếc này thì còn nguyên khiển, thì bác khách đến từ Hà Nội đã lựa chọn một chiếc có khiển. Và hiện tại cửa hàng vẫn còn một chiếc nữa nhé. Vâng, mức giá thì rẻ hơn chiếc này. Chiếc này thì cửa hàng đang bán với giá là 12 triệu 500 nghìn đồng. Chiếc Omni Acouphase E305V có giá là trên 50 triệu. Và trong clip này thì cửa hàng đang phối ghép cùng với một cặp loa Tannoy Sitelling T2V Dub như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Vâng, cặp loa này thì cửa hàng cũng đã về rất là lâu rồi. Và giá thì dưới 72 triệu cho một cặp loa đẹp xuất sắc chân zin từ A đến Z. Vâng, và đây cũng là hình thức quảng cáo bán hàng trên kênh YouTube của mình. Cửa hàng mỗi clip thông báo hàng về và được những vị khách hàng chốt đơn thì cửa hàng cũng sẽ quay một video ngắn để gửi tới quý khách hàng đã đặt hàng để cho các bác yên tâm. Sản phẩm của mình đã được cửa hàng âm thanh Đức Hạnh test rất là ok trước khi gửi hàng. Vâng, sau clip này thì cửa hàng sẽ đóng gói và 4 giờ 30 phút buổi sáng ngày mai, cửa hàng sẽ gửi xe khách cho bác sẽ nhận hàng sớm nhất từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng. Vâng, đây là chiếc điều khiển của chiếc đầu CD 1650GN. Rất là nhạy luôn. Vâng, một bộ combo thì hồi gỗ rất là bắt mắt và hợp form. Sản phẩm này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi anh Nguyễn Tô Hiệu. Anh có địa chỉ tại phố Bạch Mai, phường Cầu Giền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Vâng, bác cũng đã chuyển khoản đặt hàng rồi. Sau đây cửa hàng xin mời những vị khách hàng hãy cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thưởng thức chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng đang phối ghép. Vâng, tất cả thì bác qua góc máy quay này bác sẽ nhìn thấy sản phẩm của mình. Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buồn và em chưa thuộc về ai. Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng như đã thương yêu từ thuở nào. Anh đến với em với tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Thank you.
cô quên khung trời hoa mộng. Ngày hè bên anh tình mình đến dần nhà. Em sẽ cô quên lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Nữ Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.